Hoàng gia. Hỏi: A Di Đà Phật, kính gửi chú, cháu có nghe một câu chuyện như vậy, xin chú cho biết mình phải làm thế nào để tránh những chuyện này. Có một bà bị bệnh ung thư phổi, rọi hình thấy một đốm đen trong phổi. Sau một thời gian đi khám, thấy tế bào ung thư đã lan ra khắp thân thể, chỗ nào cũng có tế bào ung thư. Người con khuyên bà đi vô bệnh viện chữa trị bằng trị liệu phóng xạ và trị liệu hóa học. Bà này nói, người niệm Phật không cần, chỉ cần niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà là Đại Y Dương, có thể chữa trị tất cả bệnh của chúng sanh. Người con này cũng rất có hiếu nên mới quỳ xuống nói, nếu bá không chịu vô nằm bệnh viện thì con sẽ quỳ hoài không đứng dậy. Vì muốn tùy thuận chúng sanh nên bà cũng đồng ý, nhưng bà giao với người con một điều kiện, kêu người con đem bàn thờ Phật vô bệnh viện cho bà. Bà vô bệnh viện ngồi cả 3 ngày 3 đêm niệm Phật chí thành khẩn thiết, niệm xong chưa đi phóng xạ trị liệu gì hết. Lúc khám thì bác sĩ nói lạ thiệt, những tế bào ung thư trước đây đã mất hết, còn vết đen ở phổi thì thấy thâu nhỏ lại, nhỏ hơn hồi trước rất nhiều nhưng cũng còn. Bà hỏi con, bây giờ xuất viện được chưa? Người con nói, nếu má muốn nằm thêm thì bác sĩ cũng đuổi má về, chứ đâu ai cho má nằm bệnh viện nữa. Mấy năm sau, trong gia đình có chuyện xào xáo gì đó, và vì một lý do nào đó nên tế bào ung thư bộc phát trở lại. Kỳ này bà rất yếu, đứa con bà làm ăn rất khá giả, nói với bác sĩ phải cứu sống má với bất kỳ giá nào. Lúc bà có dấu hiệu gần như hấp hối, họ xúm lại gắn máy nhồi cơ tim, gắn máy trợ giúp bệnh nhân thở, làm đủ mọi chuyện y học có thể để cứu cho bà sống. Họ ra sức được một hồi thì các dấu hiệu như mạch tim đập, nhịp thở, huyết áp đều có vẻ bình thường trở lại. Tối hôm đó khoảng 8 giờ bà lại hấp hối thêm lần nữa. Lần này quan gia trái chủ của bà là ai? Chính là ông chồng bà. Ông chồng nói với bác sĩ, bất luận làm thế nào cũng phải cứu cho bà sống tới 7 giờ sáng ngày hôm sau. Tại sao ông chồng không muốn cho bà ra đi ngay hôm đó mà phải đợi tới hôm sau? Ông chồng này nói, vì bà ăn chay niệm Phật nên muốn cho bà ra đi hôm mồng 1 mới tốt. Sau khi ông chồng yêu cầu như vậy, các bác sĩ lại gắn máy để cứu cho bà sống lại thêm lần nữa. Nhưng gắn máy vô chẳng làm gì được khác hơn là hành hạ thân xác của bà. Tới lúc bà ra đi thật là tội nghiệp. Những bạn đồng tu của bà yêu cầu người nhà cho họ thăm viếng bà. Lúc bà mất, bà bị máu chảy ra từ mắt, mũi, tai, miệng. Thiệt là đáng tiếc. Và tại sao bà này niệm Phật cũng khá lắm nhưng lại bị như vậy? Xin cảm ơn chú thật nhiều. Trả lời: câu chuyện này thật là quá thương tâm. Mọi người nên đọc qua, đây là một bài học thật đích đáng. Thông thường con người không tin Phật Pháp, hoặc là có tin mà hiểu không thấu đáo về Pháp Phật, vô tình hay cố ý họ dễ dàng tạo ra những cảnh thương tâm này. Sự thương tâm phải chỉ ở những điều thấy trước mắt, mà chính là người ra đi bị đọa lạc đau khổ. Câu chuyện kể trên đã phạm phải mấy vấn đề cấm kỵ khá nặng. 1. Đụng chạm thân xác. Một người khi đã tắt hơi mà bị dằn vặt, đụng chạm, hành hạ đến thân xác là một đại tai họa cho họ. Trong pháp hộ niệm cho người lâm chung, chư tổ đưa cái lỗi lầm này lên hàng đầu, nghĩa là cấm tuyệt đối mọi hành động đụng chạm vào thân thể của người vừa mới chết. Khi tắt hơi xong, phải để yên thân xác, không được đụng chạm vào ít ra cho tới 8 giờ. Trong thời gian 8 giờ đồng hồ mà đụng chạm vào xác thân, người chết rất dễ bị đọa vào những cảnh giới tồi tệ nhất trong 3 đường ác. Tại sao vậy? Khoảng thời gian này là thời gian thần thức
đang tìm cách xuất ra khỏi xác thân, tinh thần bất an, thân xác đau buốt. Nếu bị đụng chạm, người chết sẽ bị đau đớn, không chịu nổi, dễ sanh tâm sân nộ, giận dữ. Ra đi trong cơn giận dữ, dễ chui vào địa ngục. Người thế gian thường nghĩ rằng, một người đến lúc tắt hơi xong là hết, thân xác đó không còn cảm giác gì nữa. Những người trong nghề giải phẫu, họ đã quen với cảnh mổ xẻ xác người, xác vật. Họ thấy tất cả chúng sanh lúc sống thì cử động, suy nghĩ, khi tắt thở rồi thì chỉ là thứ xác thịt vô tri. Thật là một điều sai lầm. Những người hiểu rõ Phật Pháp mới biết điều này. Người thế gian vì không hiểu Phật Pháp, vô tình đã làm nhiều việc tai hại cho người ra đi đến thảm thương. Câu chuyện này, những điều tai hại hầu như đã phạm hết. Đụng chạm vào thân xác người chết quá sớm chẳng khác gì như một sự tra tấn người chết bằng cực hình. Trong Phật Pháp, Phật dạy vạn loài chúng sanh đều có linh tri. Linh tri này không bao giờ chết. Nói cho dễ hiểu hơn, ngoài cái xác thịt ra, còn có thần thức đang điều khiển cái xác thịt đó. Thần thức này không bao giờ chết. Nói rõ hơn, cái xác thân thì có sanh già, bệnh chết. Còn cái linh hồn thì không sanh, không tử, chỉ có mê và ngộ mà thôi. Mê thì rối buồn, khổ nạn, ngộ thì an vui, giải thoát. Xin nhắc lại, khi tắt hơi xong, vì mê muội, tham chấp, thông thường thần thức vẫn cứ cố bám vào cái xác, không ra được. Thần thức chưa ra khỏi thì giống như họ vẫn còn tiếp tục sống và vẫn còn có cảm giác nhiều giờ sau đó. Thời gian này nếu bị đụng chạm vào sẽ gây đau đớn đến rợn người. Nếu sơ ý cứ tiếp tục đụng chạm thì dễ làm cho họ nổi tâm sân nộ. Một cơn sân nộ nổi lên, thần thức nương theo lực đó mà xuất ra. Sân giận là nhân chủng của địa ngục. Một niệm sân giận cuối cùng này sẽ xác định tương lai của họ trong cảnh giới tối tăm nhất, địa ngục. Chính vì vậy, xin đừng nên tắm rửa, lau mình, đừng nên thay áo, thay quần, đừng thoa son, đánh phấn, đừng nên ôm ấp, xoa nắng, đừng chích thuốc, ướp thân, đừng rút kim, đừng sửa thân, vân vân. Ít ra trong 8 tiếng đồng hồ, nếu để yên đến 12 giờ thì tốt hơn, an toàn hơn. Thời gian này rất cần niệm Phật hộ niệm. Nếu mọi người thành tâm hộ niệm, khai thị hướng dẫn thì có thể giải quyết tất cả. Điều cấm kỵ khác là khóc than, kể lể, âu sầu. Câu chuyện không kể ra nhưng chắc chắn phải bị phạm đến. Đây là những điều tối kỵ. Nói chung, rất nhiều điều tối kỵ đã bị phạm phải. Cơ hội giảng sanh của bà cụ có lẽ đã bị phá hỏng rồi. 2. Cưỡng chế người sắp chết. Lâm vào điều cấm kỵ thứ hai, những người trước giờ phút lìa bỏ cõi trần thường nếu không bị bệnh khổ thì cũng bị xáo trộn rất lớn về mặt tâm lý. Trong tình huống này mà con cháu còn bướng bỉnh, bất hiếu, ngang ngạnh, cưỡng bức, không vâng lời, không chịu làm theo ý muốn của người bệnh, sẽ tạo sự bức xúc rất lớn cho họ. Trong pháp hộ niệm cho người lâm chung, nhất định chúng ta không được làm bất cứ điều gì trái ý người bệnh. Nếu phạm phải điều cấm kỵ này, làm cho người ra đi tức bực, sân giận, buồn khổ, đây cũng là cái duyên chính dẫn tới những cảnh giới vô cùng xấu. Không được làm trái ý người sắp chết. Giả như đang niệm Phật hộ niệm mà người bệnh không muốn niệm Phật nữa, người hộ niệm cũng phải tạm ngưng niệm Phật để vui lòng họ trước, rồi sau đó mới tìm cách hóa giải sau. Trong câu chuyện này, bà cụ biết đạo, biết niệm Phật, quyết lòng muốn vãng sanh, thật là đáng kính phục. Nếu người nhà biết chút đạo lý, hỗ trợ theo nguyện vọng của cụ thì quý hóa biết chừng nào. Cơ hội này họ sẽ trả được đại hiếu, đại nghĩa, đại từ,
cứu giúp cụ thành tựu đạo giải thoát. Đáng tiếc vì người thân quá mê muội đã xoay chuyển đại thuận lợi thành đại thiệt hại. Thật tội lỗi cho người thân, thật tội nghiệp cho cụ. Có tình cảm nhưng không rõ lý nên con người thường làm chuyện sai lầm. Họ thương người thân mà vô tình lại bỏ người thân để đi thương cái xác chết. Họ đã tưởng lầm người thân là cái xác chết, nhưng thật ra cái xác thịt đó chỉ là thứ vật chất mà chính người thân của họ nhận lấy để dùng trong khoảng thời gian qua. Đến nay cái thân xác đó nó đã hư, người thân của họ đang tìm cách bỏ cái thân để tìm cái thân khác. Cũng giống như một chiếc xe hư, cha mẹ mình đang tìm cách liệng chiếc xe hư để tìm mua chiếc xe mới. Còn con cái, người thân thì dại khờ, không hiểu ý, cứ lo kéo chiếc xe hư vào nhà mà lại liệng cha mẹ mình ra đường. Thật đáng trách thay. Tôi có nghe kể một câu chuyện tương tự, có thật, đã xảy ra năm 2004 như vậy. Một bà cụ tu theo một đạo tiên nào đó bị bệnh không còn cách chữa nữa. Bà tha thiết yêu cầu con cái cho bà xuất viện về nhà để đọc kinh gì đó cho bà ra đi. Nhưng con cái không chịu vâng lời. Bà đòi về nhiều lần nhưng con cái vẫn bắt bà nằm trong bệnh viện cho bác sĩ điều trị. Bà giận quá đến nỗi hộc máu mà chết. Chết xong mà máu cứ tiếp tục hộc ra đến cả nửa thao như vậy. Thật quá khủng khiếp. Từ bi đa hòa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Có tình cảm mà thiếu trí huệ có thể tạo ra đại họa. Có tiền bạc mà không hiểu đạo thì dễ làm nên những chuyện đại nghịch bất hiếu, hạ lưu, tồi tệ. Câu chuyện trên diễn tả khá đầy đủ châm ngôn này. Những oán nạn này xảy ra nhiều lắm, quá thảm thương. Hôm nay đạo hữu đã cho thêm một chứng minh nữa, quá kinh khủng, quá tội nghiệp, quá tai hại, quá đau lòng. Tai họa này đều do chính người thân của bà cụ tạo ra cho bà. Thật là một bài học đáng giá. Cưỡng bức người sắp chết là điều tối kỵ, là mối đại họa cho người chết. Mong chư vị lưu ý, nhất định chớ phạm đến lỗi này. Cho nên người niệm Phật cầu vãng sanh cần phải nghiên cứu tường tận phương pháp hộ niệm. Đừng bao giờ tự nghĩ rằng công phu tu tập của mình đã đủ, mình sẽ đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, tự tại vãng sanh. Không đâu, nghiệp chướng của chúng ta lớn lắm, oan gia trái chủ cũng khá nặng. Tất cả oán nạn này đang chờ từng ngày cái cơ duyên để gây chướng ngại. Vậy thì tự lực tu hành là điều cần phải thực hành. Tín nguyện hành niệm Phật phải kiên cố, không thối chuyển. Đây là điều chắc chắn không thể lơ là. Bên cạnh những tha lực, hoàn cảnh, sự hỗ trợ của người thân, của đồng tu cũng phải chú tâm phát triển tốt. Nghĩa là khuyên giải con cháu đồng thuận làm tờ di chúc, kêu gọi đồng tu hộ niệm, tập buông xả tối đa, càng thuận lợi càng an tâm. Tóm lại, nếu nhiều người biết về phương pháp hộ niệm thì nạn tai này sẽ giảm thiểu. A Di Đà Phật, Diệu Âm, 31 tháng 5 năm 2009. Kinh luận hộ niệm. Hỏi: theo như ngài Tịnh Không giảng, hiện tại Tịnh Tông có 5 kinh và 1 luận. Chúng tôi đã xem qua nhưng không thấy kinh niệm Phật Ba La Mật được liệt vào trong ấy. Xin cư sĩ cho biết nguyên nhân vì sao như vậy. Trả lời: đúng ra Tịnh Độ chỉ có 3 kinh và 1 luận. Đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, và một luận là Vãng Sanh Luận của Thiên Thân Bồ Tát. Đến đời nhà Thanh, cư sĩ Nguyện Nguyên đem 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền trong phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm vào chương trình tu học Tịnh Tông, thành ra 4 kinh. Ấn Quang Đại Sư đem chương
Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm sát nhập vào nữa, thành ra năm kinh. Hòa thượng Tịnh Không nói đến đây cũng đã đủ. Kinh Niệm Phật Ba La Mật rất hay, nhưng tu học tịnh độ cần đơn giản, ngắn và thẳng. Nếu tới kinh nào hay cũng đưa vào, thì xin thưa rằng không phải chỉ có kinh Niệm Phật Ba La Mật mà còn nhiều kinh khác nữa cũng nói về niệm Phật cũng nên đưa vào, nhưng nhiều kinh quá thì khó nhiếp tâm vậy. Hòa thượng Tịnh Không còn nói, trong năm kinh hãy chọn ra một kinh mà trì tụng là đủ, đâu cần phải tụng cho đủ năm kinh. Còn bộ luật chỉ dành cho người nghiên cứu chứ không phải để hành trì. Nếu chư vị nào muốn nghiên cứu hay trì tụng kinh niệm Phật Ba La Mật cũng được, nhưng đầy đủ nhất vẫn là kinh Vô Lượng Thọ, tiện nhất là kinh A Di Đà. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì để bổ túc cho kinh Vô Lượng Thọ rất khó nhiếp tâm, vì các pháp quán không hợp căn cơ của đại chúng, chỉ có pháp trì danh niệm Phật là dễ nhất, hợp nhất. Trì danh niệm Phật đã nói rõ trong các kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ rồi. Riêng 10 đại nguyện dương là tiêu chuẩn của chư vị pháp thân đại sĩ trên cõi Hoa Nghiêm, chứ không phải cho hạng phàm phu bình thường. Còn chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông thì quá ngắn gọn, cho nên giữa hai kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ chúng ta nên chọn một hoặc cả hai là đủ rồi. Hỏi: cư sĩ có cái nhìn như thế nào về cuốn sách Tây Phương Du Ký của Pháp Sư Khoan Tịnh? Chúng ta có nên lưu hành hay không? Trả lời: về sách Tây Phương Du Ký của Pháp Sư Khoan Tịnh có chỗ hợp, có chỗ không được hợp mấy. Vì việc lưu hành, Diệu Âm không dám quyết định. Có lẽ rằng khi Ngài giảng, lúc ấy không có máy ghi âm, chỉ được ông Lưu Thế Hoa ghi chép lại. Ghi chép muốn được đầy đủ, chỉ có người đã học qua tốc ký, viết như chớp, nói đâu viết đó mới có khả năng ghi hết đầy đủ bài giảng ký. Nếu không thì cũng dễ ghi lầm. Như vậy có lẽ do khả năng ghi chép yếu mà gây ra sự sơ suất chăng? Cảnh giới Mông Huân, cảnh giới mà Ngài Khoan Tịnh thấy được cũng khá di diệu. Chỉ đáng tiếc là lời thuật lại có chỗ thiếu sót. Trước đây Diệu Âm cũng đọc qua sách đó, có nhắc tới để khuyến tấn cha già, nhưng chỉ trích giận những chỗ hợp kinh thôi, còn các chỗ khác thì làm lơ, chỉ nói thế thôi chứ không dám ý kiến nhiều hơn. Hỏi: chúng tôi đang hộ niệm cho một cụ bà là mẹ của một sư cô ở tại một ngôi chùa. Một hôm đến chùa, chúng tôi được biết là hôm đó không hộ niệm mà chỉ muốn chúng tôi tụng kinh Thủy Sám. Việc này sư cô và người nhà đã không hội ý trước với chúng tôi. Xin cư sĩ cho biết chúng tôi phải cư xử như thế nào cho hợp lẽ để cho việc hộ niệm được thành tựu. Trả lời: tụng kinh Thủy Sám cũng tốt chứ không sao. Nếu người bệnh muốn tụng kinh này để sám hối thì nên tụng cho họ, cầu sám hối nghiệp chướng. Nhưng nên tụng một vài biến rồi ngưng để nhiếp tâm vào câu Phật hiệu, vì chỉ có niệm câu Phật hiệu mới dễ được giảng sanh. Người lo cầu sám hối nhiều quá, chú tâm vào đó thì dù có sám được nhiều nghiệp cũng chỉ hưởng phước, chứ khó mà được giảng sanh. Hỏi: tiếp theo trên sư cô bảo chúng tôi ngừng hộ niệm, bảo rằng ai muốn tụng kinh thì mời đến. Lý do là có một thầy thuốc châm cứu cho bà cụ, thấy bà cụ khỏe dần nên tạm thời tụng kinh để cầu an, khi nào tới lúc sẽ mời hộ niệm. Kính xin cư sĩ cho biết chúng tôi phải làm như thế nào với trường hợp này. Trả lời: châm cứu được thì cứ châm cứu, nếu biết rằng không thể cứu chữa thân bệnh được nữa thì cần tổ chức hộ niệm càng sớm càng tốt, đừng để quá trễ. Theo như sự việc kể lại thì có lẽ vị sư cô đó chưa biết về pháp hộ niệm, cứ tưởng hộ niệm chỉ là việc chờ chết rồi đến cầu siêu nên mới nói như vậy. Xin quý vị hãy tùy duyên
tự tại tịnh tâm niệm Phật, nên chờ khi nào chúng sanh có được duyên mới hộ niệm cho họ giảng sanh vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 6 năm 2009. Hộ niệm cần gia đình hỗ trợ. Hỏi: Kính thưa cư sĩ Diệu Âm, lâu nay gia đình Kiều Thanh ít viết thư cho cư sĩ, nhưng vẫn chăm chỉ tu hành và rất vui mừng mỗi khi nhận được thư trả lời hộ niệm. Một điều rất mừng là chính nhờ những bức thư này mà KT đã khuyên được nhiều người thân quen. Có lúc không biết làm thế nào để khuyên, chỉ biết gửi những bức thư của Diệu Âm đi, với hy vọng mọi người sẽ ngộ đạo. Vì mà kết quả thật là mừng đến bất ngờ, thật là những bức thư vô giá. Bây giờ mẹ Diệu Thiện đang giúp đỡ cho một chị Việt Nam bị ung thư ở Berlin. Chị đang ở giai đoạn cuối, ngày nào mẹ cũng đến để cùng chị niệm Phật. Chị rất tỉnh táo, nhưng biết chắc chắn sẽ không còn trụ được bao lâu nữa. Trước đây chị đã làm từ thiện rất nhiều, đã buông xả và quyết tâm niệm Phật, không hề sợ chết. Mẹ và chị Diệu Huệ hy vọng sẽ có một trường hợp giảng sanh ở Berlin để cho mọi người tin tưởng. Ở đây có chùa, có huân tu tịnh độ, có ban từ thiện, nhưng chỉ chú trọng cầu siêu, không quan tâm đến hộ niệm. Mẹ có hai băn khoăn như sau. Mẹ Diệu Thiện đưa ảnh Phật để chị treo trong phòng khách và phòng ngủ. Chị trả lại ảnh Phật trong phòng ngủ với lý do chị phải đi tiểu tiện ban đêm trong phòng ngủ, chị phải thay quần áo, cảm thấy không thanh tịnh nếu để trong phòng ngủ. Mẹ không biết nên giải thích thế nào. Gia đình chị không có ai tin Phật Pháp, con cái sống riêng rất ít đến thăm. Người bạn trai cùng sống với chị cũng không tin, nhưng mỗi khi mẹ đến niệm Phật thì anh ấy không phản đối, chỉ bỏ đi chỗ khác. Chị nên khuyên bảo người nhà thế nào và có cách gì để phòng ngừa? Rất mong được nhận lời khuyên bảo của anh Diệu Âm. Nếu trường hợp này thành công thì sẽ là tấm gương rất lớn cho người Việt Nam bên này. KT cũng đang chuẩn bị một đội ngũ các bạn đồng tu để khi cần sẽ đến hộ niệm ngay. A Di Đà Phật. Diệu Âm, Kiều Thanh. Trả lời: Một, điều thứ nhất, Kiều Thanh đi khuyên người niệm Phật, cô Diệu Thiện cũng đi khuyên người niệm Phật, thật công đức này vô lượng. Nếu lợi dụng những lá thư của Diệu Âm để làm cớ khuyến tu thì tốt, Diệu Âm rất vui mừng. Chúng ta cùng nhau dùng mọi phương tiện và tâm ý để khuyến tấn. Còn được hay không, hãy để tùy theo duyên phận của chúng sanh. Tâm ý của cụ Diệu Thiện và gia đình muốn có một người giảng sanh ở Berlin thật là đáng quý. Chỉ cần một phát tâm này đã có một nhân đại thiện rồi. Thành tâm tán thán, một người sắp chết hiểu được đạo, quyết lòng buông xả, vui vẻ niệm Phật, thì đây cũng là duyên phước rất lớn của người đó. Hãy cố gắng ủng hộ tinh thần, củng cố niềm tin, giúp vị đó tiếp tục niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hãy khuyên chị ấy cầu nguyện giảng sanh tha thiết, đừng hối tâm. Đã bị ung thư, đang chờ từng ngày để chết thì sớm muộn gì cũng chết. Chết sống là chuyện thường. Người mê muội đạo pháp cứ lấy cái thân vô thường làm chính, nên trước những cảnh trạng này buồn khổ lo âu thật là vô ích, mà lại đại hại nữa. Chúng ta hiểu rõ đạo pháp rồi thì ngày ra đi ta được phước phần giải thoát, giải thoát cái thân thịt hư hại này để nhận thân kim cang bất hoại, bỏ cái thế giới khổ đau này về sống trong thế giới cực lạc sung sướng. Chị đó đã quyết lòng xả bỏ thế gian, nay Diệu Âm xin động viên thêm, động viên tích cực, khuyên chị đó càng xả bỏ tiếp, xả bỏ rốt ráo. Tất cả đều là huyễn mộng, quyết lau vét cho sạch những gì của thế trần này còn sót lại trong tâm. Vững vàng an nhiên niệm A Di Đà Phật.
để về với Phật. Diệu Thanh, cô Diệu Thiện, tất cả những bạn bè thân thuộc, ai đã hiểu được pháp vãng sanh nhiệm màu, đã từng cứu độ rất nhiều người ở khắp nơi, thì nay đối diện với người sắp bỏ báo thân cực khổ, hãy thành tâm đến trợ giúp cho chị đó hưởng được thiện phước vãng sanh này. Xin mọi người hãy tiếp tục khuyến khích chị đó mạnh mẽ xả bỏ tất cả, vui vẻ về với Đức A Di Đà Phật, cầu Ngài tiếp dẫn càng sớm càng vui. Đây là tâm nguyện tha thiết vãng sanh. Điều kiện đầu tiên rất quan trọng để được vãng sanh vậy. Quyết định của chị đó là chính. Tự chị phải có trách nhiệm cứu chị thoát nạn. Hãy thấy rằng người trong gia đình không tin tưởng, đây là một chướng ngại. Phải lấy điều này làm lời nhắc nhở cho chính mình, giữ niềm tin kiên cố hơn, ý chí vãng sanh tha thiết hơn, niệm Phật tinh tấn hơn. Nhất định phải niệm A-di-đà Phật đến hơi thở cuối cùng. Cầu xin Ngài tiếp độ, tự nhắc nhở, đừng để những lời bàn ra tán vào làm lung lay chí nguyện vãng sanh. Phải giữ lòng để tự vượt qua ách nạn này vậy. Cần những người biết hộ niệm đến trợ giúp, quyết không nhìn vào bất cứ một ai, quyết tin một câu Phật hiệu cứu độ vãng sanh, làm đúng pháp được vãng sanh, được thành tựu. Nếu làm sai pháp thì nhất định không có một ai cứu chị được. Hai, điều thứ hai, vấn đề treo hình Phật trong phòng ngủ. Nếu chị thấy không tiện thì không nên treo. Treo phòng khách chỉ để gieo duyên cho khách vãng lai, hãy treo nơi thờ phụng trang nghiêm mới tốt. Thường bàn thờ Phật nên đặt chỗ trang nghiêm sáng sủa, có thể lấy nguyên phòng khách là chỗ lớn nhất, rộng rãi, sáng sủa và hướng ra ngoài để làm phòng thờ thì rất tốt. Phòng ngủ của vợ chồng không nên treo hình Phật. 3. Điều thứ 3, gia đình chị không có ai tin Phật Pháp, đây là điều khá trở ngại cho chị đó. Trong pháp hộ niệm rất cần sự hỗ trợ của gia đình. Nếu gia đình không hỗ trợ thì hộ niệm rất có thành tựu. Tệ hơn nữa, nếu có sự chống đối từ người trong nhà thì thật là tội nghiệp cho chị. Cầu mong gia đình mau mau ngộ ra đạo pháp di diệu, quyết lòng tin tưởng pháp niệm Phật, sắp sẵn mọi tiện nghi, cầu người tới hộ niệm, nhất định cứu độ được người thân yêu. Thương người thân, thấy người thân sắp chết mà đành bó tay, mờ mờ mịt mịt, không biết cách nào để giúp nhau. Ấy thế, có người biết cách giúp, biết đường cứu, phương pháp cứu độ lại là một đại chánh pháp của Phật, thì tại sao gia đình không nương nhờ vào đó mà cứu người thân? Rất nhiều người chỉ cần phát lòng tin, niệm Phật và được hộ niệm kịp thời mà ra đi với thoại tướng bất khả tư nghị. Xưa nay chưa từng thấy qua, đại lợi này có gì so sánh bằng. Giúp nhau được, vậy mới chính là thương yêu thật sự. Xin đừng yếu mềm, đem cái cảm tình thường tục ra mà khóc lóc, ôm ấp, đụng chạm vào người vừa mới ra đi. Đây là những điều tối kỵ, chắc chắn có hại cho người chết, rất đau đớn cho họ, tội nghiệp cho họ. Dù bây giờ chưa hiểu được sự thật này, nhưng xin quý vị hãy cẩn thận, đừng vô tình mà đọa đày người thân yêu trong cảnh khổ đau vạn kiếp, thật tội nghiệp lắm đó. Chúng ta nên nhớ, nhiều khi đêm ngủ nằm ác mộng, giật mình tỉnh giấc mà ta còn sợ đến toát mồ hôi. Nếu ngay lúc đó có người nằm bên cạnh, chỉ cần cầm tay họ cũng giúp cho ta tạm an lòng. Một người trước những giây phút xả bỏ báo thân, họ đối diện thường trực với những cảnh hải hùng ghê sợ. Nếu không có người chăm sóc, an ủi, khuyên bảo, thì họ bị khủng bố, bị sợ hãi, đau khổ biết nói sao cho thấu. Nếu người chăm sóc đó lại là người biết đạo, biết hộ niệm ở bên cạnh, thì không những người bệnh được an ủi mà còn được giải tỏa tất cả ách nạn để được an nhiên tự tại ra đi trong quang minh của Phật. Sự ích lợi này lớn lao biết chừng nào. Mong cho người thân nhân của chị đó hiểu được đạo lý này, sớm kết hợp chặt chẽ với ban hộ niệm để cứu chị. Thật quý hóa vô cùng, vạn kiếp qua chưa từng gặp được. A Di Đà Phật.
Diệu Âm ngày 8 tháng 6 năm 2009. Buông xả niệm Phật để giảng sanh. Hỏi: đi hộ niệm cho một cô Phật tử, cô Phật tử này thường hay cúng dường đồ tứ sự cho chư tăng. Việc làm này rất lâu năm rồi, do phải đi bộ nên khi đến nơi thì cô Phật tử này đã tắt thở khoảng một tiếng đồng hồ. Vị này lấy tay sờ vào thân thể của cô Phật tử này thì thấy lòng bàn chân nóng. Vị này mới nói là: các con, Phật tử này đọa địa ngục rồi các con ạ. Bây giờ thầy trò mình niệm Phật để cứu cô Phật tử này. Thế là vị này cùng với năm vị khác niệm Phật liên tục được 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 tiếng đồng hồ, vị này dùng hai bàn tay đặt vào hai lòng bàn chân của cô Phật tử này, giống như dùng nội lực của mình đẩy hơi nóng của lòng bàn chân lên trên. Kết quả là trên ngực nắm. Vị này nói: thầy trò mình chỉ đủ khả năng cứu cô Phật tử này làm người trở lại thôi. Sau đó vị này và năm vị khác không niệm Phật nữa, ra về. Trả lời: kính thầy H.P. Diệu Âm hơi phân vân rằng không biết câu chuyện này có đúng chính xác như đã kể hay không. Nếu đúng như vậy thì có nhiều chỗ hơi lúng túng. Nói điều liên quan đến Phật Pháp, Diệu Âm học sao nói vậy, chứ không dám quanh co, cũng không dám nói trái lệch với những gì đã học được. Thành ra nếu có điều gì không vừa lòng, xin thầy tha thứ. Trước khi đi vào câu hỏi chính phía sau, Diệu Âm sẽ dựa theo pháp hộ niệm giảng sanh, xin nêu ra đây những điều lúng túng đã xảy ra chung quanh câu chuyện. Thứ nhất, chính cô Phật tử này không tu tịnh nghiệp, không biết niệm Phật, không biết đường giảng sanh. Cô ta chỉ là người tu phước thì có lòng được giảng sanh tịnh độ. Thứ hai, cô Phật tử đã tắt thở cả tiếng đồng hồ rồi mới có người tới hộ niệm, chứ vậy thì quá trễ. Hộ niệm cần phải thực hiện trước khi lâm chung. Ngay thời điểm lâm chung và suốt thời gian sau khi tắt thở, ít ra 8 giờ đồng hồ niệm Phật không gián đoạn. Câu chuyện hộ niệm này không thực hiện được những điều này. Thứ ba, thân nhân trong gia đình hình như không có ý niệm gì về hộ niệm. Vì nếu có người trong nhà biết pháp hộ niệm thì chắc đã nhắc vợ đến rồi. Ở đây hình như chỉ để người chết như vậy một cách im lìm, buộc kêu, không có một tiếng niệm Phật bên cạnh. Thứ tư, người tới hộ niệm, nhưng xin thưa thật, cách hộ niệm có nhiều điểm khác lạ. Nếu lý pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông thì cách hộ niệm ở đây đã phạm đến nhiều điều cấm kỵ, như mới chết một giờ đã đụng chạm vào thân xác để thăm dò, niệm Phật mới được 2 tiếng đồng hồ lại đụng chạm vào thân xác nữa để thăm dò tiếp. Hộ niệm mà dùng chưởng lực hay nội công gì đó của mình để đẩy thần thức lên, cách này Diệu Âm không biết. Hộ niệm mới được 3 giờ sau khi chết để vội vàng bỏ ra về. Nếu nói đến các cách hộ niệm khác thì Diệu Âm không biết, chứ còn dựa theo pháp hộ niệm giảng sanh của Tịnh Tông mà xét thì sự hộ niệm kể ra trong câu chuyện này không được hoàn chỉnh. Đầu không hoàn chỉnh, giữa không hoàn chỉnh, cuối cũng không hoàn chỉnh luôn. Đầu không hoàn chỉnh, rõ ràng khoảng thời gian trước khi xả bỏ báo thân, chung quanh người chết không có một dấu hiệu gì liên quan đến việc trợ niệm giảng sanh, không có người niệm Phật cho cô. Cô Phật tử chỉ chuyên cúng dường tứ sự cho chư tăng, có nghĩa là cô đó chỉ tu phước, không chú tâm niệm Phật, không tha thiết nguyện giảng sanh. Nói chung tính, nguyện, hạnh đều thiếu, không biết đường về Tây Phương Cực Lạc, không tu tịnh nghiệp thì chắc rằng khó mà biết đến pháp hộ niệm giảng sanh. Thật ra hộ niệm cần phải chuẩn bị trước, càng sớm càng tốt. Trong lúc đang khỏe mạnh, đang tu hành thì phải lo tìm hiểu, học tập và biết cách hộ niệm rồi. Đến lúc lâm chung là giai đoạn cao điểm, và khi tắt hơi cho đến tối thiểu 8 giờ sau
là giai đoạn chót để hoàn thành việc hộ niệm. Chứ hộ niệm không phải đợi chết rồi mới tìm người tới tụng kinh niệm Phật đâu. Giữa không hoàn chỉnh, từ chỗ không tu tịnh nghiệp, không biết hộ niệm, nên thường cứ chờ chết rồi tính sao. Người sống mờ mờ mịt mịt không biết làm gì, người chết càng mờ mờ mịt mịt không biết đường nào để đi. Thật sự tương lai quá mịt mờ đen tối. Ngược lại, chính vì không biết nên người thế gian thường có những hành động sai lầm. Nói rõ hơn, có thể những điều cấm kỵ đã bị phạm phải rất nhiều trong suốt những ngày cô ta sắp rời bỏ báo thân. Cụ thể như tâm tham chấp thế gian không xả, trước cảnh bệnh nạn sắp chết chắc chắn sợ chết, lo âu bất an hãi kinh, không biết đường giải thoát tam giới nên chới giới trong nghiệp báo, bị nghiệp báo hiện hành, nghiệp khổ báo hại. Lúc đau bệnh không ai khai thị hướng dẫn nhắc nhở việc niệm Phật vãng sanh, tâm hồn mê muội dễ bị chướng phải cạm bẫy của oan gia trái chủ. Lúc sắp chết bị sự buồn thảm than thở u sầu làm cho tâm rối như tơ giò. Lúc lâm chung bị người thân khóc lóc kêu gào thảm thiết khiến tâm rối loạn càng thêm rối loạn. Lúc tắt hơi bị người nhà ôm ấp níu kéo va chạm làm cho đau đớn đến hồn kinh phách lạc. Nhiều gia đình còn phạm thêm các điều kiện khác nữa như người bệnh vừa mới tắt hơi thì đem xác đi tắm rửa thay áo quần, vội vã mời bác sĩ đến chích thuốc chống rã chống hư thối, kình cãi với nhau bất đồng ý kiến, gây náo loạn bên người chết, tửng liệm quá sớm do coi ngày coi giờ. Những điều đại cấm kỵ này mà bị phạm phải thì thật là tội nghiệp cho vong nhân. Đây chính là những duyên xấu do hoàn cảnh và người thân đem đến, khiến cho thần thức người chết bị đọa xuống cảnh giới đen tối. Người biết rõ phương pháp hộ niệm có thể ngăn ngừa được tất cả những ách trạng này. Cuối không hoàn chỉnh chính là sự hộ niệm có nhiều điểm sơ xuất. Mới một tiếng đồng hồ đã thăm dò hơi ấm. Hơi ấm trong khoảng thời gian này không thể chính xác được. Hộ niệm thiếu thành khẩn, thiếu lòng ngưỡng cầu Phật gia trì. Cụ thể như không cầu Phật lực của Đức A-di-đà tiếp dẫn, mà lại dùng nội công của mình để đẩy. Đây là tự mình thay thế Phật để tiếp độ. Pháp hộ niệm này khá lạ lùng, khởi tâm hiếu kỳ trong khi hộ niệm. Vì vừa hộ niệm vừa thăm dò hơi ấm, niệm Phật quá ít, quá ngắn đã bỏ ra về, chưa đủ an toàn. Nên nhớ những điểm ấm trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ cũng không thể chính xác được. Không có lời khai thị hướng dẫn cho thần thức, tính, nguyện, hành, vãng sanh. Không có lời điều giải đối với oan gia trái chủ để gỡ nạn cho người chết. Nói chung, sự hộ niệm đã có nhiều điểm sơ xuất. Hỏi: cô Phật tử này thường cúng dường đồ tứ sự cho chư tăng, tại sao lại bị đọa địa ngục? Vì HP đọc trong các kinh thấy nói rằng phước đức cúng dường đồ tứ sự cho chư tăng rất lớn. Trả lời: cúng dường là tu phước, tu phước thì tạo nhân phước, có nhân phước thì hưởng phước, nhất định không thể nói cúng dường tứ sự cho chư tăng mà bị đọa địa ngục được. Có thể trong suốt thời gian tu hành, ngoài hình thức cúng dường ra, cô ta đã sơ ý phạm phải những lỗi lầm khác, khởi tâm động niệm dính vào các điều tham sân si mà bị nạn đó thôi. Người tu phước mà không biết giữ gìn phước thì phước sẽ mất trùi lũi. Ví dụ, tu phước mà khoe khoang, cống cao, ngã mạn, ghen tị, thị phi, cho mình hay, chê người dở, nói chung chấp trước, vậy đây thì phước đâu còn nữa, ngược lại họa đến trùng trùng. Tu phước là nhân hưởng phước, nhưng ngu si thì nhân sanh vào hàng súc sanh. Tu phước mà ngu si thì thành súc sanh để hưởng phước. Có những con vật hưởng phước rất lớn, ví dụ con chó trong nhà người tỷ phú. Tu phước thì hưởng phước, nhưng thường để tâm sân giận thì tạo nhiều chủng tử địa ngục. Lúc chết nổi cơn sân giận, coi chừng bị xuống địa ngục chịu nạn trước.
còn phước thì chờ cơ duyên sau này. Tu phước thì hưởng phước, nhưng tự hào về việc tu phước, thường cống cao ngã mạn thì có dựng thành Atula để hưởng phước. Tu phước dù cho có lớn tới đâu, nghiệp thiện dù lớn tới đâu, cũng chỉ là phước báo nhân thiên, nhiều lắm thì cũng chỉ đầu sanh lại trong tam thiện đạo là cùng, nhất định không thể thoát tam giới. Cô này tu phước không biết tu huệ thì cơ hội thoát đi sanh tử luân hồi quả thật mờ mịt, đường tu hành thật sự còn nhiều điểm thiếu sót. Làm thiện mà chấp vào việc thiện thì không còn là thiện nữa. Phật dạy tu phước có hai loại: hữu tướng tam luân và vô tướng tam luân. Tam luân là người bố thí, người nhận bố thí và vật bố thí. Hữu tướng tam luân là bố thí cúng dường mà còn biết rằng mình bố thí cúng dường, còn biết người được bố thí cúng dường, còn nhớ món tiền mình bố thí cúng dường, thì sự cúng dường này không có công đức. Hữu tướng tam luân không thể liệu thoát sanh tử. Vô tướng tam luân hay tam luân thể không là bố thí cúng dường, nhưng phải biết quên nó đi, đừng để nó vướng trong tâm, thì việc thiện này mới có công đức. Công đức này sẽ trợ giúp tích cực cho việc tiến tu đạo nghiệp. Người niệm Phật tu bố thí cúng dường, nhưng đừng chấp tại đó. Hàng ngày cứ đem tất cả phước lành gì tu được hồi hướng cho tất cả chúng sanh, hồi hướng về Tây Phương cầu giảng sanh, thì phước lành này biến thành tư lương để giảng sanh thành đạo. Phước và huệ đều tu mới viên mãn đường đạo. Phước là sự, huệ là lý. Sự là bố thí cúng dường làm thiện, lý là tâm nguyện giải thoát. Chỉ tu phước thiện không lo đường giải thoát thì tương lai còn lắm gian truân. Ngài Tịnh Am Đại Sư nói: thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng, là lời cảnh cáo những người tu thiện nhưng chấp vào việc thiện. Đã chấp vào việc thiện thì không giải quyết được chuyện sanh tử luân hồi, còn ở trong luân hồi thì còn vướng vào nghiệp báo, còn theo nghiệp thì ách nạn còn trùng trùng. Kinh Hoa Nghiêm có nói: quên phát Bồ Đề tâm mà làm việc thiện thì toàn là nghiệp của ma. Người không có tâm thoát ly sanh tử, không có tâm giảng sanh thành đạo, mà cứ chuyên lo làm việc thiện, thì việc thiện này trở thành nghiệp ma. Vì sao vậy? Vì không ra khỏi tam giới. Không ra khỏi tam giới thì vẫn còn trong vòng kiểm soát của ma dương, ma oán, ma sự, ma chướng, nghiệp chướng, oan gia trái chủ chướng, báo chướng. Những thứ chướng ngại này nhất định phải đối đầu, không trước thì sao? Cho nên người hướng dẫn cho đại chúng tu hành phải hướng dẫn đường tu cho chánh, cho thẳng, cho liệu pháp, chứ không nên sơ ý dẫn dắt nửa vời, mông lung, bất liệu giáo, làm cho chúng sanh lạc đường. Tội nghiệp này khá lớn. Điển hình, tại sao cô Phật tử này tu hành lâu năm mà còn bị nhiều sơ suất vậy? Ta tự nêu ra một số trường hợp thường tình, trong đó có thể cô ta đã vướng phải chăng? Một là ý niệm rằng tu hành chỉ là việc làm lành, lãnh dự là đủ. Hai là suốt đời chưa có dịp nghe được ai giảng đạo lý thoát ly sanh tử luân hồi, đạo lý niệm Phật giảng sanh cực lạc, nên không biết đường tu chính xác. Ba là có thể có nghe pháp nhưng không hợp căn cơ, nghĩa là hoặc là cao quá, nghe toàn là những đạo lý huyền diệu cao siêu, những pháp vi diệu của hàng thượng căn cao vút trên mây xanh, lý hay nhưng làm không được, lại sinh ra vọng tưởng, hoặc là nghe không đúng chánh pháp, mập mờ đường tu giải thoát. Bốn là có thể vì không biết chánh pháp nên chính cô ta đã tự nguyện tu đường lục đạo luân hồi. Năm là mỗi lần làm phước đều được tiếng khen, thế vậy tưởng là đủ, là ngon, là đắt. Có ngờ đâu bên cạnh nhân phước này đã có rất nhiều nhân họa xảy ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện có nói: ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, chúng sanh khởi tâm động niệm, không có gì là không nghiệp. Như vậy, làm sao cô ta tránh khỏi tạo nghiệp chướng? Suốt đời tu phước
tâm cứ luẩn quẩn trong chuyện phước báo thế gian, thì ngàn đời vạn kiếp không có ngày thoát đi tam giới. Người không tu thì không biết đạo, người có tu hành thì gọi là có đạo. Có đạo nhưng chỉ biết cái đạo bất điệu giáo, cứ tu luẩn quẩn trong ngõ cụt, không biết đâu là đường thành đạo, thì rốt cuộc cũng uổng phí công phu tu hành. Xin hỏi rằng, trách nhiệm này quy cho ai đây? Hỏi, sư phụ của vị này đã dùng nội lực của mình để dẫn chưởng đẩy hơi nóng từ lòng bàn chân lên trên ngực của người lâm chung. Vì có đúng giới luật nhân quả không? Trả lời, phương pháp hộ niệm này lạ quá. Trong pháp hộ niệm của chư tổ sư Tịnh Độ Tông truyền lại, không có nói đến cách dẫn chưởng này. Hơn nữa, trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở, chưa thể xác quyết đường tái sanh. Phương pháp dẫn câu này diệu âm không biết nên không dám bàn đến. Hỏi, nếu như những vị học tăng này niệm Phật tiếp tục khoảng một thời gian nữa, có thể cứu cô này được vãng sanh hay không? Trả lời, trong kinh nghiệm hộ niệm, khi gặp trường hợp bị trở ngại, người đi hiện tượng xấu hoặc không tốt lắm, nhiều ban hộ niệm đã phát tâm hộ niệm thêm, thành khẩn khai thị, thành khẩn điều giải oan gia, gia đình thân nhân thành tâm lạy Phật cầu gia bị, thay cho người chết sám hối nghiệp chướng. Có nhiều trường hợp liền sau đó đã chuyển tướng từ xấu thành tốt đẹp vô cùng, thật bất khả tư nghị. Nhưng điểm chủ yếu vẫn là chính người đang bị nạn đó có chịu hồi đầu hay không. Người niệm Phật quyết lòng vãng sanh thành đạo thì hãy tập buông xả, mau mau buông xả thế trần xuống, đừng để quá trễ. Hòa thượng Tịnh Không dạy, nhìn thấu buông xả tự tại, tùy duyên niệm Phật. A Di Đà Phật. Diệu Âm kính thư, ngày 23 tháng 6 năm 2009. Hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên định bốn ân nạn, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Y pháp bất y nhân. Hỏi, con gái tôi hàng ngày thường đi chùa gần nhà. Có một vị ở trong chùa lại bảo với con gái tôi rằng, má con làm như vậy, coi chừng dục tốc bất đạt. Câu nói này làm cho tôi hơi thối chí. Vậy kính mong chư vị là người đã tu theo pháp môn tịnh độ này thời gian dài và có nhiều kinh nghiệm, xin hãy cho tôi một lời khuyên là tôi làm như vậy là đúng hay là sai? Có phải là dục tốc bất đạt không? Trả lời, ngài Ấn Quang Đại Sư dạy, người tu hành mà không nguyện vãng sanh thì dù cho tu hành có giỏi cho mấy thì thời nay cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Người không nghe lời tổ sư thì tự mình tu theo đường sai lạc. Ngài dạy người niệm Phật mà chỉ lo cầu phước báo nhân thiên thì chẳng khác gì kẻ đem viên ngọc như ý, đạt giá liên thành, đổi lấy tán kẹo của con nít, thật quá oan uổng. Ngài dạy chân tâm chúng ta là Phật mà không chịu nguyện về Tây Phương, mà chỉ lo mấy thứ phước báo hữu lậu, thì thật quả là kẻ vô minh. Ngài Tịnh Nam Đại Sư dạy, người lo tu hành làm phước, dù cho phước báo lớn tới đâu thì việc thoát ly sanh tử cũng không thể thực hiện. Ngài nói, việc thiện càng lớn, sanh tử càng nặng. Khi chết, một niệm luyến ái nổi lên, nhất định bị vạn kiếp trầm luân. Tổ sư dạy người niệm Phật cầu vãng sanh, người mà chỉ lo tu thiện phước mà không cầu vãng sanh thì đáng thương hại lắm vậy. Ngài Thiện Đạo Đại Sư dạy, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì dạng người tu, dạng người vãng sanh, gọi là muôn người tu, muôn người chứng. Ngài nói, dù niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng nếu tổ chức hộ niệm cẩn thận,
thì người nào cũng được vãng sanh. Là tổ sư thì đâu thể nói giỡn chơi. Ngài trung phong pháp sư vậy, người niệm Phật mà không cầu vãng sanh thì dù công phu có cao cho mấy cũng chỉ là hư vọng, vì đã làm sai lời Phật dạy. Chúng ta tu theo lời Phật dạy hay tu theo người nói sai lời Phật? Ngài Liên Trì Đại Sư dạy ba tạng kinh, 12 phần giáo. Ai muốn nghiên cứu cho ngộ đạo thì cứ việc nghiên cứu 84,000 pháp môn. Ai muốn tu trì thì cứ việc tu trì. Riêng Ngài chỉ niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài còn nói người niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là người thượng căn. Còn những người tu theo các cách khác, nếu không hạ căn thì cũng chỉ trung căn là cùng. Tại sao vậy? Vì chỉ có người niệm Phật cầu vãng sanh mới một đời này thoát đi sanh tử luân hồi, bất thối thành Phật. Tổ sư dạy vậy, tại sao chúng ta còn ngồi đây lý luận làm gì? Không có đường tu nhất định, không có nơi về rõ ràng, mờ mờ mịt mịt. Khi luống qua đời này thì biết đến kiếp nào mới gặp lại Phật Pháp để lo chuyện giải thoát đi. Ngài Quán Đảnh Đại Sư dạy thời mạt Pháp này tất cả kinh sám không còn có khả năng cứu độ nổi chúng sanh, chỉ còn câu Phật hiệu A-di-đà Phật mới làm nổi. Tại sao vậy? Vì nghiệp chướng chúng sanh trong thời mạt Pháp này quá nặng, nhất định không thể tự chứng đắc. Nếu không nương theo Pháp niệm Phật thì quyết chắc sẽ bị lọt lại trong 6 đường sanh tử khổ nạn. Bây giờ thì nói giỏi, nói hay, đến khi chung cuộc đành cúi đầu chịu lấy thảm thương. Lúc đó dẫu có ân hận cũng đâu còn kịp nữa. Ngài Lý Bình Nam dạy người thời này mà không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì nếu không phải ngu si cũng là cuồng vọng. Ngài quyết lòng dạy người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong đời Ngài đã cứu rất nhiều người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hòa thượng Tịnh Không nói thời này người nào không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nếu không phải là kẻ ngu si thì cũng là người cuồng vọng. Nhưng xét cho cùng, cuồng vọng cũng là ngu si. Vì thiếu trí huệ mới nghi lời Phật, vì ngạo mạn mới làm ngược lời Phật. Người không theo Pháp Phật làm sao xứng danh là Phật tử? Nếu không muốn một đời này thành đạo thì muốn đói sao đói, muốn làm sao làm, muốn đọa lạc nơi nào mà chẳng được. Trong những đạo tràng của Ngài, ngoài việc niệm Phật cầu vãng sanh, Ngài không cho phép những hình thức tu hành đa tạp. Trong những năm qua, rất nhiều người niệm Phật vãng sanh ở khắp nơi, truy cho cùng đều tu theo lời Pháp của Ngài. Tất cả chư tổ sư đều dạy chúng sanh trong thời mạt Pháp này hãy niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để vãng sanh một đời thành đạo. Chúng ta nên thành tâm nghe theo lời chư tổ sư dạy để tu hành là an ổn nhất. Thật ra không phải chỉ có chư tổ sư dạy mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy rất nhiều trong kinh điển. Kinh A Di Đà 4 lần Phật dạy rằng phải phát tâm nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào nghe Ngài thuyết về cõi Tây Phương mà tin tưởng phát nguyện vãng sanh rồi chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, niệm từ 1 ngày đến 7 ngày chuyên lòng nhất tâm, thì khi lâm chung A-di-đà Phật và chư thánh chúng sẽ hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc quốc. Phật dạy rõ ràng, tại sao người đệ tử Phật không tin theo? Phật không bao giờ dọc ngữ, tại sao người học Phật lại nghi ngờ lời Phật dạy? Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói không biết bao nhiêu lần, Phật dạy chúng sanh phải một lòng niệm câu Phật hiệu cầu vãng sanh. Nếu người nào tin tưởng phát nguyện vãng sanh và duy nhất niệm câu Phật hiệu, thì dẫu 10 niệm trước phút lâm chung mà không được vãng sanh thì A Di Đà Phật thì không thành Phật. Tại sao ta không y giáo phụng hành đi vãng sanh thành Phật mà lại chạy theo người thế tục nói? Kinh Đại Tập Phật dạy thời mạt Pháp này dù cho vạn ức người tu hành khó tìm thấy một người chứng đắc, nghĩa là khó vượt sanh tử luân hồi. Nhưng Phật lại nói, chỉ có người nào
trì giữ pháp niệm Phật, cầu sanh tịnh độ thì được thoát luân hồi. Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã chứng đắc pháp thân, người thầy căn bản là Văn Trù Sư Lợi Bồ Tát dạy niệm Phật. Thiền hữu tri thức mà ngài đi thăm phỏng thì vị đầu tiên là ngài Đức Dân dạy niệm Phật, vị cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát dạy mười đại nguyện dương cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nghĩa là cũng niệm Phật cầu vãng sanh. Bậc Bồ Tát minh tâm kiến tánh mà còn phải niệm Phật, tại sao chúng ta không chịu niệm Phật? Nhiều lắm, nhiều lắm. Tất cả kinh điển đều dạy chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất là thời mạt pháp này. Phật dạy nếu không chịu niệm Phật thì nhất định khó có thể thoát dòng sanh tử, không thoát ly sanh tử luân hồi thì tu có giỏi cho mấy vẫn phải chết trong sanh tử luân hồi, nhất định khó có thể thành tựu đạo giác ngộ. Tu mà không thành đạo thì tu làm chi cho uổng sức vậy? Phật dạy đường thành đạo cho chúng sanh, ta tu hành mà không theo pháp Phật, không nghe lời Phật, lại nói lời mỉa mai người y giáo phụ hành, còn hướng dẫn chúng sanh đi ngược lời Phật dạy, làm cho họ mất phần giải thoát, mất phần thành tựu. Hỏi rằng tội lỗi này ai sẽ chịu thay cho mình đây? Cho nên người học Phật mà dạy Phật tử tu hành không đúng theo kinh Phật thì rất có tội, tội lớn lắm. Phật dạy thời mạt pháp tu hành phải y pháp bất y nhân, nghĩa là phải y đúng theo pháp Phật tu hành, không được theo bất cứ người nào cả. Nói rõ hơn, người nào nói đúng kinh pháp thì nghe, người nào nói ngược kinh pháp thì tuyệt đối không được nghe. Nếu ai nhẹ dạ nghe theo thì bị đọa lạc ráng chịu. Lúc ta bị đọa lạc, nhất định không ai cứu nổi ta đâu. Như vậy, ta phải theo lời Phật để một đời này vãng sanh thành đạo, chứ tại sao lại theo những người nói ngược lời Phật mà đành phải mất phần về Tây Phương, bị kẹt lại trong cảnh vô thường để chịu nạn vạn kiếp. Đạo Phật là đạo cứu chúng sanh thoát dòng sanh tử, vãng sanh thành Phật, chứ đạo Phật đâu phải bắt chúng ta phải ở lại cõi ta bà này, tiếp tục chịu cảnh ngũ trược ác thế để bị khổ đau. Vì thì người tu học Phật sao không lo chuyện thành đạo, lại cứ nấn ná ở lại chốn vô thường này mà để chịu thêm vô thường vậy? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tu theo đúng pháp Phật, tại sao người đã học Phật mà lại nói lời mỉa mai, cho đó là dục tốc bất đạt? Không chỉ đường về Tây Phương, tức là muốn chúng sanh ở lại cõi vô thường này vô lượng kiếp để chịu nạn vô lượng kiếp à? Một lời nói đầy tội lỗi. Chư tổ sư đều dạy sanh tử sự đại, phải quyết lòng thoát ly sanh tử. Rõ ràng việc sanh tử là điều tối hệ trọng, cần phải giải quyết. Muốn giải quyết sanh tử trong một đời này, chỉ có niệm Phật cầu vãng sanh thì mười niệm tất sanh. Phật đã cho chúng sanh một con đường thẳng tắc để thành đạo, tại sao lại không đi? Không đi mà còn cản ngăn người khác con đường thành đạo thì thật là đại tội, đại tội. Trong kinh Phật dạy, vọng thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp, nghĩa là quên được thành đạo mà lo tu các thứ thiện pháp thế gian thì dù có làm thiện cho mấy đi nữa cũng chỉ là ma nghiệp. Tại sao vậy? Vì đánh lạc mất hướng vãng sanh thành đạo của chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh trong các ngã đường sanh tử luân hồi, xui khiến họ không theo đường Phật dạy, lại đi theo những con đường lẫn quẩn trong tam giới để sau cùng chịu nạn. Đối với đạo giác ngộ, đây chính là ma nghiệp chứ còn gì nữa. Thôi, xin đạo hữu hãy sáng suốt tự quyết định lấy. Đạo hữu hãy tự quyết định đường tu. Chỉ có chính đạo hữu quyết định tương lai của mình, không ai giúp được đạo hữu đâu. A Di Đà Phật. Diệu âm ngày 8 tháng.